Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu một chiếc máy, đó là chiếc Sony SVM14 màu trắng của hãng Sony. Các bạn nhìn, là 8 bản quyền. Với thiết kế màu trắng thì cái trang nhã rất là đẹp và sinh viên. Máy có kết hợp cổng USB 3.0, một cổng HDMI, một cổng VGA. Và bây giờ bên đây là ba cổng USB 2.0 và một ổ DVD của máy. Bàn phím đôi rất là dễ gõ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cấu hình của máy. Như các bạn đã thấy thì máy chạy với chip Core i3 thế hệ 3 3110M 2.4GHz. RAM là 2GB. Máy chạy với card graphics 4000 và VRAM sang cạc là 736 MB. Phân giải màn hình là 1366x768. Bây giờ mình sẽ kiểm tra ổ cứng của máy. Như các bạn đã thấy, máy chạy ổ cứng 320GB. Đây là hai loa hai bên. Loa của máy nghe cũng rất là êm. Các bạn lưu ý đối với dòng Sony thì lúc nào cũng được chạy Win bản quyền. Đây là ba nút ở trên máy, là nút exit này, nút để các bạn recovery lại Win bản quyền mỗi lần mà mình sử dụng máy bị nhiễm virus hay là máy bị lỗi Win. Với giá bán là 9,2 triệu đồng. Máy được bảo hành 3 tháng tại shop 300 Thái Hà. Mời các bạn qua xem máy.